một đời. Hồ Chí Minh thương yêu bác đã bao phen buôn ba nước ngoài vì sông nói. Bác này tuy đã già rồi nhưng vẫn vui khơi. Ngày ngày chúng cháu ước mong sao bác sống muôn đời để diêu dắt nhi đồng thành người và kiên thiết được nhà bằng người. Hồ Chí Minh chúng con bạn bè thương nhau. Cô bao chúng con hãy ngồi ăn mau. Cô bảo rằng phải thật ngoan ở nhà. Cô bao chúng con phải luôn thật thà. Cô nói với con về nhà ôm cha, để cha vui sau mỗi lần đi xa. Cô bảo rằng mẹ mỗi ngày vất vả, về tặng mẹ thật nhiều bông hoa. Chúng con cảm ơn cô nhiều, chúng con cảm ơn cô nhiều, đã dạy cho con biết bao nhiêu bài học. Chúng con cảm ơn cô nhiều, chúng con cảm ơn cô nhiều, đã dạy cho con biết yêu thương, đã dạy cho con biết yêu thương. Tự nhiên mà nghề dạy học được coi là một trong những nghề cao quý bậc nhất, vì đó là nghề trồng người. Như bác đã từng nói, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Người thầy không đơn giản là người chỉ có kiến thức sâu rộng, mà còn mang trên mình trọng trách đào tạo ra thế hệ tương lai, ươm những hạt mầm có ích cho đời và xã hội. Bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tây.